Hôm nay bắt đầu bị phong tỏa xã hội nè. Buồn quá. Phải ở nhà. Chán quá. Muốn đi hẹn hò với người yêu nè. Ngồi điện thoại với người yêu nè. Chào à. Yeah, chào em. Chán quá. Hồi, em ăn cơm chưa? À, rồi rồi. Ồ. Cô ăn. Dạ, cũng ăn rồi nè. Đó rồi. Buồn quá. Cũng buồn. Em nhỏ ăn. À, cảm ơn. Anh cũng nhỏ em nè. Em muốn gặp mà. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ là phải ở nhà nên phải chịu thương nè. Anh yêu em. Em yêu quá. Em đang làm gì? Em đang nấu ăn cơm. Ồ, hay quá. Hả? Anh ơi, anh gì? Cố lão nhiều quá. Yeah, đẹp không? Đẹp. Khảo lâu đi. Không, người thấy thường có nhiều rau nè. Ghê quá. Ghê quá. Đuối quá. Trời. Bây giờ gọi điện thoại. Cô rảo hả? Trời ơi. Đeo cáo trạng thì không sao mà nghe. Hello, anh nghe nè. Trời em. Ủa? Tại sao em đeo cáo trạng nè? Corona. Không sao, bây giờ là ở nhà đúng không? Ở nhà. Ở nhà là không cần đeo khẩu trang nè. Nhưng mà ở nơi nào cũng có corona mà. Không sao, anh muốn thấy khuôn mặt của em. Buồn quá, khỏi đi, khỏi đi, khỏi đi. À, trong mắt cho nha. À. Sống rồi. Được chưa, thầy Milo? Ô gì? Hả? Mà, hôm mấy là ai à? Hả? Em là em mà. Ghê quá. Trời ơi. Hả? Sợ quá. Trời dạ, ơi. Là đẹp. Trời. Ôm ôm. Ôm ôm. Không 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 đẹp. Điên hả? Adu.